mới đúng. Đi, bắt đầu trận đi, giới thiệu đi, bình luận viên đâu? Không mà anh Hùng mới lại tưởng là mỗi người một trận. Đôi nói rằng là... giới thiệu đi. Giới thiệu đi ra. Anh giới thiệu đi. Tên ai đâu, anh đủ đội hình của tên đội như thế nào. Đúng chưa, chào chú. Tí anh chỉ thêm một mấy câu thôi. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và bạn tới với sân vận động Đầu Hùng 2. Ngày hôm nay thì chúng ta đang chuẩn bị được chứng kiến hai trận đấu bán kết trong khuôn khổ giải đấu Hà Tĩnh Open năm 2020. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Voi Kỳ Anh và FC 37-38. Trọng tài cùng với đội trưởng Hoa Đậu đang làm những thủ tục cuối cùng trước khi chúng ta tới với trận đấu tâm điểm cho buổi chiều ngày hôm nay. Cầm toàn không cần rung một tí nào nhé, ao hết nhá. Cầm toàn ao hết đi. Ao 100% đi, không cần rung một tí nào luôn. Giờ hắn cưới rồi. Sau những trận đấu rất căng thẳng thì bây giờ chỉ còn 4 đội bóng còn lại cạnh tranh cho danh hiệu tại Hà Tĩnh Open năm 2020. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Voi Kỳ Anh sẽ ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng, bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Đối thủ của họ ở phần sân đối diện đó là FC 37-38 với trang phục áo sọc vàng xanh. Để tiện cho sự theo dõi của quý vị và các bạn thì chúng tôi xin phép được giới thiệu nhanh đội hình ra sân của cả hai đội trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên phía của Voi Kỳ Anh, họ ra sân với các cầu thủ gồm có số 11 Phúc Hải, số 12 Tiến Phúc, số 27 Như Thuần, số 5 Hải Lùn, số 68 Thủ Thành Hân Đề Gia, số 91 Kiên Cười và số 99 là Anh Đức. Bên phía của FC 37-38, đội hình của họ gồm có thủ thành số 1 Đình Trung, số 10 Đình Hà, số 12 Vĩnh Nam, số 19 Văn Bình, số 3 Văn Thuận đội trưởng, số 96 Xuân Nam và số 99 là Vũ Hiếu. Thủ thành Đình Trung, một trong những thủ thành được đánh giá là xuất sắc nhất của Hà Tĩnh Open năm 2020, rất nguy hiểm. Pha dứt cực kỳ tinh tế của Phúc Hải. Văn Bình. Cú đá của Văn Thuận rất nguy hiểm. Quay lại ông vừa sút, quay ông vừa sút. Không được, tình huống chuyền bóng lại áp bài Kiên Cười. Vẫn đang là Kiên Cười. Vẫn đang là Văn Bình. Cực kỳ khéo léo đưa vào. Rất nguy hiểm. Người vừa giải nguy là Hải Lùn. Trước đó là một pha xử lý đặc sắc của tiền vệ Văn Bình. Cú đá Văn Bình rất nguy hiểm. Tiến Phúc, khoảng trống cho Tiến Phúc. Dứt điểm. Rất đáng tiếc. Cơ hội Phúc Hải. Một pha bóng tuyệt vời. Người sút rất hay. Nhưng người bắt còn hay hơn như tình huống vừa rồi. Bàn thắng vẫn đang lẩn tránh số 11 của Voi Kỳ Anh. Như Thuần. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu này. Kết thúc trận đấu đầu tiên chúng ta có tỷ số là 0 đều. Chào mừng tất cả quý vị bạn quay trở lại với sân vận động Đầu Hùng 2 để theo dõi hiệp đấu thứ hai trong trận bán kết của Hà Tĩnh Open năm 2020, cuộc đối đầu giữa Voi Kỳ Anh và FC 37-38. Hiệp 1 trận đấu đất tạm thời khép. Hải Lùn. Tình huống xoay đã lộ. Phúc Hải. Không vào. Không được. Cơ hội. Không vào. Quá đáng tiếc cho Voi Kỳ Anh, đó lại là trận Lê Phúc Hải. Vẫn chưa đội nào vượt lên sau quãng thời gian thi đấu. Pha chọc khe khai. Cơ hội. Tỷ số đẹp. Không có bàn thắng. Xuân Nam. Cú đá của Xuân Nam. Anh. Đường chuyền của Đức Momo. Bóng bên hay là cánh phải. Phúc Hải. Không vào. Như vậy là hàng rào đã được thiết lập 4 người. Rất khó khăn để thực hiện một cú đá thẳng. Tỷ số đã được mở dành cho đội Voi Kỳ Anh. Người ghi bàn là Lê Phúc Hải. Pha đặt lòng tuyệt vời của đội trưởng bên phía Voi Kỳ Anh. Một tình huống ghi bàn cho thấy được tầm quan trọng của tấm bằng đội trưởng trên cánh tay của số 11. Sân đầu hay như nổ tung với bàn thắng vừa rồi của Phúc Hải.
Có lẽ Voi Kỳ Anh thắng bỏ. Cơ hội dứt điểm rất đáng tiếc. Văn Thuận đã có pha phạm lỗi. Anh Tài ơi. Tùng. Mất bóng rồi. Anh Đức. Cơ hội bật đấy mất. Anh Đức. Đó là dấu chấm hết ở trong trận đấu bán kết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Anh Đức vào sân thay cho chính Phúc Hải. Và anh Đức ghi bàn. Tỷ số là 2-0 cho Voi Kỳ Anh. Và đó là dấu chấm hết thật sự rồi. Một pha. Được chuyền của Tất Thành. Không được. Hôm nay hai người mà anh. Và trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu này. Kết quả chung cuộc là 2-0 cho Voi Kỳ Anh. Vâng, xin được chào tạm biệt đến tất cả các bạn khán giả và xin một lần nữa gửi lời chúc mừng đến đội bóng đầu tiên có mặt trận chung kết là Voi Kỳ Anh. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với trận đấu bán kết còn lại trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau ít phút nữa.